Sức phá hủy của virus SARS-CoV-2 có thể vô cùng nặng nề và nguy hiểm, nhất là ở các bệnh nhi còn nhỏ tuổi. Mới đây, bác sĩ Nhi Đồng đã lên tiếng cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp mà còn có thể tấn công đường tiêu hóa gây xuất huyết, loét dạ dày rất nguy hiểm. Ngày 19 tháng 4, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa qua nơi đây đã tiếp nhận và cứu kịp thời một bé gái tên NTL, 13 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Cài thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận trẻ phát bệnh 5 ngày, 3 ngày đầu có triệu chứng đau họng và sốt, hai ngày sau đó bé xuất hiện đau bụng, vùng thượng vị, ói ra máu nên nhập viện tại địa phương sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Trước đó trẻ không có tiền sử đau bụng hay viêm lết dạ dày. Tại bệnh viện, bệnh nhi được ghi nhận lừa đừ, da niêm nhợt nhạt, nhịp tim nhanh 130 lần một phút, huyết áp tục và ói ra máu đỏ tươi, nhiều phân đen, chỉ số hồng cầu trong máu rất thấp. Các xét nghiệm SARS-CoV-2 qua test nhanh và PCR đều cho kết quả dương tính. Lúc này bé L được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa nặng, nghi do viêm lết dạ dày tá tràng trên nền nhiễm COVID-19. Bệnh nhi được xử trí, hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, truyền 1.200 ml máu, 300 ml huyết tương tươi đông lạnh, 6 đơn vị tiểu cầu đậm đặc. Bé cũng được điều chỉnh rối loạn điện giải toan kiềm hội chẩn giữa khoa tiêu hóa và ngoại khoa các bác sĩ tiến hành nội soi cấp cứu ghi nhận ổ lết chảy máu ở vùng tâm vị phình vị của dạ dày nên được tiến hành cầm máu bằng adrenaline sau đó trẻ được chuyển khoa hồi sức ngoại điều trị tiếp được thở máy sử dụng thuốc kháng virus thuốc giảm tiết dịch vị kháng sinh Nhờ được can thiệp tích cực, chỉ số hồng cầu trong máu của bệnh nhi tăng lên 34 đến 36%, sau một tuần điều trị, trẻ cai được máy thở, tỉnh táo, không ói, uống được sữa, không còn tiêu phân đen và âm tính với SARS-CoV-2 sau 14 ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến và giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố chia sẻ, các nghiên cứu cho thấy SARS-CoV-2 không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp thông qua thủ thể men chuyển 2, mà cũng có thể tấn công vào đường tiêu hóa gây viêm loét xuất huyết, mất cân bằng nội mô đường tiêu hóa, đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột, gây triệu chứng nôn ói, đau bụng đầy hơi, táo bón, xuất huyết tiêu hóa. Vâng, và trường hợp của bệnh nhi này quả thật là nguy hiểm và đáng sợ phải không ạ à? vì vậy quý phụ huynh lưu ý khi con em mình sốt kèm ói đau bụng tiêu chảy hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được thăm khám định bệnh chính xác và điều trị thích hợp